Xin chào các em, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn các em viết văn bản thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận nhé. Với đề bài như sau: thuyết minh về một món đặc sản mà anh chị yêu thích. Bài làm: văn hóa ẩm thực là nét văn hóa tự nhiên hình thành trong cuộc sống. Đối với nhiều dân tộc, quốc gia, ẩm thực không chỉ là nét văn hóa về vật chất mà còn là văn hóa tinh thần. Và Việt Nam cũng vậy. Qua ẩm thực, người ta có thể hiểu được nét văn hóa, thể hiện phẩm giá con người, trình độ văn hóa của dân tộc với những đạo lý, phép tắc, phong tục trong cách ăn uống. Văn hóa ẩm thực Việt Nam được biết đến là vô cùng đa dạng và phong phú. Góp trong đó có một món ăn dân dã, nhỏ bé nhưng chứa đựng nội hàm văn hóa sâu sắc, đó là cốm làng Vòng. Cốm là thức quà quê quen thuộc của người Việt. Tùy từng khu vực địa lý, cốm được làm từ những nguyên liệu khác nhau như gạo hoặc ngô, làm vào các thời điểm khác nhau bởi không chỉ người Kinh mà còn bởi những dân tộc anh em. Theo như nhiều người cao tuổi ở làng Vòng cho biết thì cái tên này xuất phát từ địa thế của làng nằm trong một con đường vòng hình tròn, tức là đi vòng quanh làng theo một con đường. Nghề cốm làng Vòng bắt nguồn từ truyền thuyết vào một mùa thu cách đây cả ngàn năm. Khi lúa bắt đầu uốn câu thì trời đổ mưa to, gió lớn, đê vỡ, ruộng lúa cao nhất đồng cũng chìm nghỉm. Người làng Vòng đành mò cắt những bông lúa còn non ấy đem về rang khô, ăn dần để chống đói. Không ngờ cái sản phẩm bất đắc dĩ ấy lại có hương vị riêng, rất hấp dẫn, khiến người làng Vòng thường hay làm để ăn chơi mỗi khi mùa thu đến. Cứ mỗi lần làm là một lần rút kinh nghiệm, sáng tạo thêm nên hạt cốm ngày càng xanh, càng mọc, càng dẻo, càng thơm. Và cốm làng Vòng vượt qua khỏi lũy tre làng, theo những gói quà, những gánh hàng rong đến với người thân, đến với người ăn chơi sành điệu, rồi trở thành đặc sản quý tiến vua các triều Lý, trở thành món ăn tao nhã nổi tiếng của người Tràng An. Cốm làng Vòng được làm từ loại lúa nếp hoa vàng và là loại lúa non, nhưng không non quá vì sẽ làm cốm bị nát, cũng không già quá vì cốm sẽ cứng, ăn mất vị ngon. Để làm được mẻ cốm ngon cần trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là sàng lọc thóc, tức là lúa mới gặt về cần được tuốt, lấy thóc. Sau đó sàng bỏ rơm, đãi qua nước để loại bỏ các hạt thóc lép. Bước thứ hai là rang thóc. Thóc sau khi đãi sạch, cho vào chảo rang. Quá trình rang phải đảo đều thóc. Hiện chảo rang thóc để làm cốm có gắn theo máy đảo tự động. Bếp lò để rang cốm, nếu cầu kỳ, thường phải đắp xỉ than, nhưng không đốt than mà dùng củi, và chảo rang thường bằng gang đúc. Bước thứ ba là bước quan trọng nhất, giã cốm. Thóc rang xong, người làm cốm đợi nguội rồi cho từng mẻ, mỗi mẻ khoảng vài kg vào cối giã. Thóc được giã đều tay và vừa tay 10 phút, thấy có trấu thì xúc ra, xảy bỏ trấu, rồi lại giã tiếp. Sau khi qua một quá trình 3 bước tỉ mỉ, thành phẩm cốm làng Vòng thu được sẽ là những hạt cốm dền, mẩy, xanh và dẻo. Cốm thành phẩm sẽ được gói trong hai lớp lá, lớp trong là lá ráy xanh và mát, giữ cho cốm khỏi khô và không phai nhạt màu xanh ngọc. Lớp ngoài là lá sen có hương thơm thoang thoảng. Người ta chọn lá sen để bọc cốm mà không phải loại lá khác, không chỉ bởi cái sự dẻo dai và mùi thơm đặc trưng của lá, mà hơn hết chính bởi sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sau cùng là hai dây lạt mềm làm từ thân cây lúa, buộc vuông góc với nhau làm cho gói cốm thêm phần chắc chắn, bắt mắt và ta cảm thấy thân thuộc, bình dị, gợi nhớ sự mộc mạc, dân dã của quê hương, con người. Dù là hạt gạo hay cánh sen thì cũng đều là biểu tượng hoàn mỹ của một nền văn hóa thuần túy, một hồn quê chân chất. Chúng đơn sơ, giản dị bởi con người Việt Nam cũng không kiểu cách, cầu kỳ. Ngồi cạnh gánh hàng cốm, thưởng thức một chút cốm nóng hổi, thơm phức, ngắm phố phường Hà Nội, ta lại thấy nhớ quê nhiều vô kể.
Khi ăn tươi, ăn ngay, người ta thường thưởng thức cốm kèm với chuối, bên ấm chả ngon là chuẩn cách thưởng thức truyền thống. Hạt cốm nhỏ mà dẻo dai, cách thưởng thức cốm chứa đựng sự thanh tao, nhã nhặn, mang hơi hướng cổ xưa. Thưởng thức cốm phải đúng cách, phải ăn từng chút ít, mạnh mẽ và cương quyết, không chấp nhận lối ăn, hộc tốc nuốt chừng, mà phải nhai kỹ, nhai lâu, kiên nhẫn ít nhiều. Những cử chỉ chậm rãi, nhã nhặn, gợi đến phong thái ung dung, thanh tao của con người xưa. Cao sang mà không kiểu cách, đó cũng là một nét đẹp truyền thống trong cách thưởng thức ẩm thực của người Việt. Đất nước ta là một vùng đất của văn minh nông nghiệp. Lúa gạo là một biểu trưng cho nền nông nghiệp lúa nước lâu đời, là biểu tượng của nền văn hóa gốc ấy. Cốm là sản phẩm của gạo, cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa tinh thần từ tên gọi, nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức. Giá trị cốt lõi còn mãi của cốm mang nhiều giá trị ẩn sâu, và tôi chắc chắn rằng những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy, bao gồm cả những món quà quê dân dã này, sẽ mãi được lưu truyền, bảo tồn và phát huy.